Anh em mình vậy, làm thì làm nhưng mà phải để cái ngày nào rảnh rỗi nhất là phải ưu tiên đi chơi. Đời mà sống có được bao lâu nữa các bạn, không đi thì sau này già đi không được đi lại hối tiếc ấy. Thoải mái, làm bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng lại đây thì thấy khỏe hết, quên hết. Phải đi đường mé bên kia kìa là sẽ nhìn được cái khoảng trống thoáng nhất của cái hồ.